Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong VMO. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật số thông tin về dự án Hamster Combat. Thì hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2024 ha. Thì anh em có thể là vào cái trang X của dự án. Thì mình sẽ cập nhật sơ một số cái thông tin. Thì hiện tại anh em có thể thấy được là dự án Hamster Combat này đã có một thông báo là nó sẽ dành cho 60% tổng nguồn cung thông báo để phân phối cho cộng đồng ha. Đó, và đó là thông tin thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó đã cập nhật về cái phần lộ trình của dự án, thì anh em có thể là vào cái trang X của dự án, anh em xem vào cái trang web của nó ha. Đó, thì anh em sẽ kéo xuống đây, nó có cái phần Hamster Combat Game, thì lộ trình của nó như mình đã công bố cũng như cập nhật cho anh em ha. Thì anh em có thể thấy xuống đây, lúc trước là nó cập nhật về lộ trình là tháng 7 là nó TGE, tuy nhiên là hiện tại ha, cái phần TGE nó là chuyển đến một cái mục sau cùng. Đó. Thì với cái mục này thì anh em sẽ thấy được cái phần TGE và Europe này, phân phối này. Thì hiện tại ha, cái thời gian cũng như là ngày nào thì mình vẫn chưa biết nha. Đó, cho nên đây là một là con số rất là bí ẩn và mình không biết nó là Europe ngày nào luôn nha. Cho nên là trước mắt thì anh em cứ tiếp tục ha, gắn bó với Hamster Combat và tiếp tục tục chơi nha. Thì anh em lưu ý ha, đối với thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là anh em cần phải nâng cấp cái tốc độ lợi nhuận mỗi giờ lên, bởi vì mình nghĩ cái thời gian mà để cái dự án này TGE cũng như lít sàn nó cũng sẽ còn rất là lâu anh nha, khá là lâu. Cho nên là trong giai đoạn này mình sẽ thay đổi, có thể là update lại cái gọi là chiến thuật của mình, có nghĩa là mình sẽ tiếp tục nâng cấp lợi nhuận mỗi giờ lên để anh em sẽ đẩy mạnh cái phần lợi nhuận mỗi giờ tiếp tục ha, để anh em sẽ tích lũy cái tốc độ khai thác mạnh nhất và anh em sẽ tăng tốc nha. Đó, thì anh em cần phải chú ý là những cái số xu mà anh em cần phải có tối thiểu trong mỗi cái level để anh em có ít nhất, ví dụ hiện tại mình đang ở cái level số 10 thì mình phải duy trì cái số xu của mình ít nhất là 1 tỷ ha. Thì còn cái số xu mà dư anh em có thể là đầu tư nâng cấp cái lợi nhuận mỗi giờ lên nha. Đó, thì tương ứng với mỗi cấp độ nó sẽ có một cái số xu nhất định mà anh em cần duy trì. Ví dụ như Grand Master thì anh em cần duy trì ít nhất là trong tài khoản anh em phải có 100 triệu. Và còn lại anh em có thể là đầu tư nâng cấp cái lợi nhuận mỗi giờ lên. Thì cái việc mà nâng cấp lợi nhuận mỗi giờ lên đó thì anh em sẽ tăng cường anh em sẽ tăng cường cái tốc độ khai thác rất là nhanh ha. Đó. Thì đó là cái chiến thuật bây giờ mình có thể là sẽ thay đổi và cập nhật lợi nhuận tiếp theo để mình tăng cái lợi nhuận lên ha. Rồi đồng thời là mình cũng sẽ chi tiêu những cái thẻ nào mà anh em cảm thấy là lợi nhuận cao thì anh em có thể nâng cấp nha. Đặc biệt là trong những cái thẻ Serbi Show đây sẽ có những cái thẻ rất là lợi nhuận rất là cao ở những cái thẻ mới này. Ví dụ như là Ethereum Birthday này, rồi Carry cái thẻ này ha, rồi cái thẻ đầu đó, rất nhiều thẻ mới thì nó sẽ có rất là nhiều lợi nhuận. Ví dụ anh em vào web 3 cũng có những cái thẻ rất là mới ha, ở đây như là market making này, rồi sport collect triple ha. Đó, thì anh em cần nâng cấp thêm thì cái thời gian mà khai thác cái dự án này thì mình nghĩ là chưa xác định và khả năng là nó còn rất là lâu nữa nha, cho nên là anh em cứ tiếp tục tăng tốc lợi nhuận lên và cũng như tích xu thêm nha. Rồi, ở đây mình vào cái phần mà mua skin thì mình sẽ tiếp tục mua tiếp một cái skin nữa ha. Ở đây mình sẽ chọn một skin là 10 triệu để mình mua ha. Thì cái phần này mình nghĩ anh em nên mua ít nhất tầm khoảng 3 đến 5 skin. Thì đây là một cái có thể nói là một cái những cái thao tác mà anh em cần tham gia vào để nó tăng cái tốc độ tương tác đối với dự án ha. Thì khi mà anh em đặt airdrop á thì khả năng cao cái tài khoản của anh em nó sẽ nhận được nhiều hơn ha. Thì đây là ý kiến cá nhân của mình thôi ha, còn anh em nào muốn mua thì mua, không thì thôi, cũng không bắt buộc nha. Thì bây giờ mình sẽ mua một con 10 triệu, một cái skin 10 triệu nè. Đó. Để mình lựa cái anh nào nó đẹp trai mua. Rồi mua anh này đi, 10 triệu đây. Rồi, như vậy là mình mua thêm một cái skin mới nữa ha. Đây.
thì anh em có thể là bấm vào cái file. Mình sẽ bấm cái đây, mình chọn ha, chọn để mình thay đổi cái skin là cho nó thay đổi cái màn hình cho nó đẹp ha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vào danh sách nhiệm vụ để mình sẽ cập nhật số cái nhiệm vụ. Anh em bấm vào yêu cầu cái phần thưởng hàng ngày. Rồi ở đây thì xem video, anh em cũng làm tương tự ha. Rồi anh em xem video, sau đó anh em sẽ vào phần chat để anh em kiểm tra. Rồi thì đây là một dự án, phải nói là thời gian niêm yết của nó thì mình chưa biết, nhưng mà mình cảm thấy là rất là lâu nha. Rồi ở đây cái mật mã hàng ngày ha. Rồi bây giờ anh em sẽ join vào nhóm Telegram, mình để dưới phần mô tả video ha. Thì mật mã ngày hôm nay á, mình sẽ là chữ replay ha. Rồi ở đây là chấm gạch chấm này. Rồi chữ E là chấm. Rồi lâu quá nó trở lại rồi, bây giờ mình sẽ làm lại ha. Chấm gạch chấm. Rồi chấm gạch chấm chấm. Chấm nè. Gạch nè, chấm nè, chấm nè. Rồi chấm gạch. Rồi là gạch chấm gạch gạch. Rồi ok, nhận thưởng nha. Rồi. Rồi tiếp tục mình sẽ vào cái thẻ kết hợp. Rồi thẻ kết hợp hôm nay sẽ là 3 thẻ ha. Anh em có thể chụp màn hình lại, hoặc là anh em sẽ join vào nhóm Telegram, mình sẽ để thông tin ba cái thẻ này. Đầu tiên là cái thẻ top 10 Gold Bond này. Thứ hai là X Network 10 triệu ha, và thứ ba là Dis DeFi ha. Thì anh em sẽ kiếm đến ba thẻ này và nâng cấp lên ha. Nâng cấp lên thì anh em sẽ nhận được là 5 triệu xu. Đặc biệt là cái thẻ Dis DeFi này nằm trong cái thẻ Special ha. Anh em vào đây. Đó, anh em sẽ bấm vào đây và anh em sẽ nhận để nâng cấp nó lên ha. Rồi ok, như vậy bây giờ mình sẽ vào cái trò chơi mini. Thì ở đây anh em lưu ý ha, ở cái phần trò chơi mini này anh em sẽ nhận chìa khóa. Thì mình nghĩ anh em cũng phải cố gắng tích cực nâng cái số chìa khóa của anh em này lên càng cao càng tốt nha. Thì đây là cũng là một cái điều kiện an toàn cho tài khoản của anh em. Rồi sau này ví dụ như cái game này nó sẽ xét duyệt một số cái điều kiện mà anh em có thể là tăng được cái phần trăm error của anh em, là có thể số chìa khóa là một trong những cái điều kiện của nó nha. Cho nên là anh em càng tăng lên càng nhiều càng tốt. Thì để theo lấy chìa khóa thì hàng ngày anh em có thể là vào cái trò chơi mini, hoặc là anh em vào cái phần playground này. Anh em sẽ tải cái game của nó xuống và anh em mà chơi. Thì mỗi ngày anh em sẽ nhận được là 4 chìa khóa đối với cái game này nha. Thì anh em sẽ trải nghiệm game này và nhận thêm chìa khóa. Còn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái mini game này trước ha. Thì hiện tại nếu như anh em nào mà nhận thường xuyên ha, thì không bỏ ngày nào, thì anh em có thể là tầm khoảng 12 đến 13 cái chìa khóa cho đến thời điểm này nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào trò chơi mini. Thì đây nó tăng lên cái thời gian là 1 phút rồi nha. Hồi trước là 30 giây, bây giờ nó tăng lên cái thời gian cho anh em xem chơi là 1 phút. Rồi bây giờ anh em sẽ bấm vào chơi nè. Rồi ok, như vậy là xong. Rồi như vậy em nhé. Thì đây là một dự án phải nói cũng là rất tiềm năng. Tuy nhiên cái ngày đích sàn TGE thì mình vẫn chưa xác định được ha, cho nên là anh em cứ tiếp tục theo đuổi nha. Đó, đây là có thể sau này cái dự án này có thể là sẽ trở thành một trong những dự án Europe lớn nhất từ trước đến nay.
cho nên là anh em đừng bỏ lỡ cơ hội này nha. Rồi ok thì video đây xin kết thúc. Nếu thấy video hữu ích thì cho mình nút like để ủng hộ video. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký và chọn quả chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.